Bản tin y tế sáng ngày 25 tháng 2 năm 2021. Không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Thêm nhiều bệnh nhân được chữa khỏi. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 24 tháng 2 đến 6 giờ ngày 25 tháng 2, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Trước đó, trong ngày 24 tháng 2, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương. Cụ thể, các ca bệnh mới ghi nhận là các bệnh nhân từ số 2404-2412. Trong đó, 6 ca tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành là người trong vùng phong tỏa, 2 ca tại huyện Cẩm Giàng là F1 của ổ dịch cũ được cách ly tập trung trước đó, 1 ca tại huyện Thanh Hà được phát hiện thông qua sàng lọc, đã được cách ly. Như vậy, tổng số ca nhiễm cả nước từ ngày 27 tháng 1 đến sáng ngày 25 tháng 2 năm 2021 lên 820 ca tại 13 địa phương. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào sáng 25 tháng 2.